Đức sẽ ngưng sử dụng vaccine COVID của AstraZeneca, một phát ngôn viên Bộ Y tế loan báo ngày 15 tháng 3. Như vậy, Đức trở thành nước gần đây nhất trong số các nước châu Âu đình chỉ vaccine của AstraZeneca, tiếp theo những báo cáo có người lâm bệnh sau khi nhận vaccine. Cùng ngày, chính phủ Hà Lan thông báo sẽ không sử dụng vaccine AstraZeneca cho đến ít nhất là ngày 29 tháng 3 như một biện pháp thận trọng, dù nước này đã đặt mua trước 12 triệu liều vaccine của AstraZeneca. Hành động của Hà Lan diễn ra sau quyết định tương tự của Ireland trong ngày, dựa trên những báo cáo từ Đan Mạch và Na Uy về khả năng có những phản ứng phụ nghiêm trọng, chính phủ cho hay. Ba nhân viên y tế Na Uy vừa được tiêm vaccine AstraZeneca đang được chữa trị tại bệnh viện vì xuất huyết, các cục máu đông và số lượng tiểu cầu thấp, nhà chức trách y tế Na Uy loan báo ngày 13 tháng 3. Hôm 14 tháng 3, công ty AstraZeneca nói cuộc duyệt xét về dữ liệu an toàn của những người được tiêm vaccine AstraZeneca cho thấy không có bằng chứng tăng nguy cơ bị các cục máu đông. Cùng với Đan Mạch, Na Uy và Ireland, Iceland cũng đình chỉ sử dụng vaccine AstraZeneca vì những lý do tương tự. Vùng Piedmont thuộc miền Bắc nước Ý hôm 14 tháng 3 cho biết sẽ ngưng dùng vaccine AstraZeneca sau khi có thông tin về một giáo viên tử vong sau khi tiêm vaccine ngày 13 tháng 3. Áo cũng ngưng sử dụng một lô vaccine của AstraZeneca trong tuần qua.